giờ là một điều dễ dàng trong trận đấu khai mạc dứt điểm. Đó là tình huống pha chân của vừa rồi là của Minh Tuấn, vẫn là Minh Tuấn. Một tình huống phạt bóng và như vậy đã có pha đá phạt đầu tiên. Tình huống phạm lỗi trách về bên phía hành lang cánh trái đường tấn công của các cầu thủ đội tuyển chân phải. Một góc đá phạt rất thuận lợi và chúng tôi đã thấy được những sơ hở trong cách phòng ngự của họ. Bây giờ sẽ là một pha đầu tiên và đó chính là một trận mở Bình David đánh đầu. Đó vẫn là Bình David đã có tình huống phạm lỗi để đến với một pha bóng phạm rào không hợp lý, có thể là một đường bóng quyền. Lão Quê không vào, bóng đá đi qua hàng rào nhưng sân nhà vẫn còn được một cái bóng bảo vệ. Lão Quê pha bóng Bình tiến công. Bình David bên trong có Văn Dũng. Bình David dứt điểm. Hai tình huống tổ chức tấn công họ đã có được bàn thắng quyết định tỷ số một đều, nhưng bây giờ vẫn cần phải có sự cẩn trọng rất hay. Bóng hướng đến vị trí của Bình David. Bình David dứt điểm. Không phải, đó là một đường truyền hướng đến vị trí của người đồng đội đeo số 3. Không có còi. Rất hay. Bóng qua hai chân. Dứt điểm từ xa. Không vào. Văn Dũng đã nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Minh Tuấn không vào. Bóng hậu phòng. Tình huống bóng sệt không tốt. Bình David di chuyển thế nào? Tăng tốc. Lần này thì có khả năng đã có rồi. Thế là rất tốt. Chúng ta có thể lấy một ví dụ điển hình, đó chính là Raheem Sterling. Không vào. Đập bóng ra an toàn. Chúng ta trông chờ vào những tình huống nguy hiểm và bóng trong diện đấu này. Không vào. Đó là tình huống sạc sạc điểm này. Chân rồi. Đó là tình huống ra chân bằng chân trái. Nhưng bây giờ là tình huống bóng rồi. Không có tình huống bóng lỗi. Nguy hiểm chưa đi. Đã có một tình huống. Trong một pha bóng mà trước họ chỉ còn duy nhất người gác nền của bóng chủ nhà, đó chính là Đức Tầm. Thì họ lại không thành công. Đá đi. Long Vũ và Đức Tầm dứt điểm. Bàn thắng thứ hai đã đến với đội Thanh. Tỷ số được nâng lên 2-1 sau pha dứt điểm thành bàn vừa rồi. Thì đó là tình huống chặt gót về. Bóng lại tiếp tục chạm tay. Dứt điểm. Lại thêm một lần nữa. Họ đã để cho các lần có một đường chuyền ngay dành cho Văn Sơn. Còn đó là tình huống phát động hơi mạnh. Một cuộc đua giữa Văn Sơn và vào trong khu vực cấm địa. Một bàn thua rất đáng tiếc nhá. Người kiến tạo đó chính là hậu vệ của đội bóng chủ nhà. Người đang cầm bóng là một đội bóng thứ hai, nhưng họ đã để mất bóng vào trận của Minh Tuấn. Văn Sơn đang di chuyển và bây giờ đến lượt Hồng Phong đá ngang. Bóng đã nằm sẽ có được quyền đá biên cho tình huống này. Có lẽ đây là tình huống chạm bóng đầu tiên của anh. Và tiếp tục hàng phòng ngự của đội bóng chủ nhà đang làm gì? Nó thay đổi cách nhập cuộc của mình trong hiệp hai. Nguyễn không vào. Văn Sơn vẫn không thể có một bóng đưa bóng vào lưới đấy từ Văn Sơn. Đây là Minh Tuấn, người đang di chuyển là Hồng Phong. Mình đã biết có vẻ hơn 3-1. Chuyển đi nào, dứt điểm không vào. Một tiếng chơi bóng hơi cá nhân của 5 phút đầu tiên là 5 phút dành cho đội bóng chủ nhà. Và bây giờ đến lượt đội khách tổ chức những tình huống tấn công. Long Vũ dứt điểm. Văn Sơn. Bây giờ đội Văn Sơn đã thành công. Tỷ số được nâng lên 4-1 cho đội khách. Và bây giờ đến lượt đội khách tổ chức những tình huống tấn công. Long Vũ dứt điểm. Văn Sơn. Bây giờ đội Văn Sơn đã thành công. Đá như một tiền đạo. Bình đã biết phải đá vị trí tiền vệ. Không thể giúp cho đội bóng chủ nhà có thêm được một bàn thắng, thậm chí họ đã bại thua. Các cầu thủ của bạn đang có mặt là rất lớn, rất là cao xa. Không vào. Khi cần đồng đội thì anh lại không đồng đội, còn khi cần cá nhân thì anh lại chơi bóng chuyền bóng không hợp lý và thậm chí không chính xác. Quang Thái Minh Tuấn xử lý đi. Dứt điểm. Khoảng cách bây giờ đã được, chuyền bóng không hợp lý.
và thậm chí không chính xác. Quang Thái, Minh Tuấn xử lý đi. Rất đẹp. Vẫn bóng vào chân cầu thủ áo xanh. Làm thế, không vào. Còn anh bảo được chỉ cần lên bóng đưa ra đánh đây. Làm cho tinh thần của các chàng trai đội bóng chủ nhà tốt hơn. Có người, đây là cầu thủ áo số 6 xuất hiện. Không vào. Có người, đây là cầu thủ áo số 6 xuất hiện. Không vào. Một ngày thi đấu Minh David xuất hiện. Không vào rồi. Không biết đâu. Rất cố gắng. Chúng ta nghe thấy rất nhiều nguy hiểm. Bóng đã chạm tay. Lại là bóng bổng. Quá chậm trong một tình huống tranh chấp với hai cầu thủ mới vào sân. Đức Thái. Với hai cầu thủ mới vào sân. Đức Thái. Cuối cùng thì hai người vào sân hiệp hai lại có một thành tích. Trận đấu năm nay chúng ta có 3 đội bóng của đơn vị chủ nhà. Ngay đầu Vũ An Ninh ra mời cầu thủ về trường. Nguy hiểm, cứu vào. Họ đang gặp rất nhiều những khó khăn kể cả trong 4 phút cuối. Mặc dù đội bóng Đình Trung thi đấu với một đội hình thấp nhưng cũng không. Họ đang gặp rất nhiều những khó khăn kể cả trong 4 phút cuối. Mặc dù đội bóng Đình Trung thi đấu với một đội hình thấp nhưng cũng không.